Xin chào tất cả quý khách hàng, chào các anh, các chị, chào các bạn. Em lại giới thiệu chiếc Zoti Z8R bản 2020, phiên bản 7 chỗ thực thụ, 638 triệu vừa được hãng hỗ trợ tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản ZM, giá sẽ là không đổi các bác nhé. Nước sơn tuyệt vời, bác ngắm thật kỹ. Tại vì chiếc Zoti Z8 này nó không phải là màu sơn thông thường nữa, nó không có bóng. Khi bác sờ tay vào là nó sẽ không bị mồ hôi và cũng như là vân tay. Nước sơn này được bên em bảo hành 3 năm, sơn tại Việt Nam. Nhưng các bác yên tâm về chất lượng thì các bác không phải suy nghĩ. Thì hôm nay em quay kỹ chiếc Z8R này vì với phân khúc 638 triệu thì em nghĩ là giá này thì không có đối thủ tại Việt Nam. Vâng, tại sao em nói thế? Tại vì chưa một chiếc xe 7 chỗ nào mà chiều dài tổng thể cực kỳ khủng khiếp luôn, 4m910 và giá 638 triệu cả. Nếu mình so sánh với chiếc Xpander, Xpander đang là 4m5 và trọng lượng không tải của Xpander Mitsubishi đang là 1 tấn 120, 1 tấn 150, còn trước này của bên em đang là 1 tấn 875, có nghĩa là hơn 700 cân. Các bác cần sự an toàn thì đây chính là Zoti Z8R bản 2020 với giá thành cực kỳ tốt luôn. Tí em sẽ quay chi tiết những cái góc ngồi cũng như là ở trong thế trong để các bác tiện theo dõi. Tuyệt vời luôn các bác. Màu của 2020 là màu nhám. Dưới lắp capo của chiếc Zoti Z8R này là 2.0 động cơ 2.0 turbo, mã lực 232 Nm, moment xoắn là 350, cực mạnh luôn. Với hộp số DCT 6 cấp nó cực kỳ khỏe. Các bác hoàn toàn yên tâm, quý khách hoàn toàn yên tâm khi vận hành đủ 7 người ở trước Zoti Z8R này. Và một điều là em luôn muốn nhắc đến là bây giờ với chế độ an toàn sẽ vô cùng quan trọng. Tại sao bên Kilin em nhập về là Kilin của em là nghiên cứu rất kỹ, rất quan trọng ở chế độ an toàn. Cân bằng điện tử SV, dừng đỗ khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi ngang dốc, kiểm soát lực kéo TCS, phanh tay điện tử EBD, phanh tay tự động Auto Hold, hệ thống chống đổ đèo, hệ thống chống trơn trượt, phanh ABS 4 bánh. Em nghĩ các bác bỏ số tiền 638 triệu, các bác đang được hưởng một chiếc xe rất 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 nhiều những tiện ích, không những mang lại cho mình một cảm giác an toàn khi lái chiếc xe, và với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện là đến trước. Phụ tùng là bên em là chính hãng bác nhé. Em xin nhắc lại là bên em là chính hãng, tại thị trường Việt Nam bên em là chính hãng, thành ra phụ tùng rất là nhiều. Các bác hoàn toàn yên tâm, không bao giờ phải lo về phụ tùng, bên em có thể ship tận nơi cho các bác. Và bên em sẽ tiến tới đang liên kết rất nhiều những service trên hệ thống của Việt Nam mình. Bên em sẽ liên kết để bảo dưỡng bảo hành cho quý khách hàng. Đây em đang quay nội thất với cái điện hai bên, điều khiển 8 hướng, đèn LED, chìa khóa thông minh, lẫy số trên vô lăng, camera lùi, đặc biệt là có cruise control, ga tự động. Nếu bác nhìn thấy lẫy số trên vô lăng, không phải 638 triệu xe nào cũng có thích hợp trên vô lăng và lấy số trên vô lăng. Còn về chế độ ghế lái 8 hướng, ghế phụ, bác nhìn đồng hồ rất nhiều chế độ. Và màn hình là 10.4 inch. Màn hình này thì bên em sẽ tặng khách hàng là Google tiếng Việt, cảm ứng, lọc bụi mịn. Đây là hàng ghế thứ hai các bác. Hàng ghế thứ hai này thì kéo được lên các bác.
và có điều hòa, gần như điều hòa hai vùng, ba vùng luôn, điều hòa hai vùng nhưng đằng sau nó có quạt gió cho hàng ghế thứ ba, rất rộng rãi. Đấy, các bác nhìn cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hệ thống 6 túi khí các bác nhé, 6 túi khí là túi khí dàn đấy, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, đầy đủ những chế độ an toàn. Trên vô lăng thì rất nhiều thích hợp trên vô lăng các bác nhìn. Em đã có rất nhiều video rồi. Và bên em đang cung cấp chiếc Z8N này cũng rất nhiều, số lượng thì cũng không còn nhiều đâu các bác. Nếu sau lô này thì nếu ký hợp đồng thì lại phải đến tháng 12 thì bên em mới ra được xe, tại vì số lượng Z8N bây giờ còn rất là ít. Đây các bác nhìn, với phân khúc 8 chỗ, chiếc xe này nó to hơn cả Santa Fe. Santa Fe là đâu là được khoảng 4,7 m. Và trọng lượng không tải cũng chỉ là 1,6 tấn bao nhiêu thôi ạ, 1,6 tấn gần 1,7 tấn thôi ạ. Chiếc xe này của bên em đang là 1,875 tấn, cực kỳ là đầm và chắc luôn. Nhưng ngược lại nó mang trong mình là động cơ turbo, đâm ra rất tiết kiệm xăng. Vâng, với hộp số 6 cấp thì các bác lấy, nếu hộp số 6 cấp này mà chuyển tải đến 7 người thì sẽ cực kỳ là khỏe. Thì với bản 5 chỗ của bên em thì là hộp số 8 cấp, nhưng mà nếu mà là 7 chỗ thì bên em, bên hãng nó đưa về 6 cấp thôi. Hộp số 6 cấp này nó cũng rất là khỏe, rất là mạnh. Đây bên ghế phụ, các bác lên chiếc xe Z8N là các bác bỏ ra 638 triệu nhưng mình được sử dụng rất là nhiều, kể cả lên trên những hàng ghế bên phụ. Em nhắc lại hệ thống an toàn chiếc xe Z8N này rất là khủng khiếp, rất là nhiều trong phân khúc. Em nghĩ là chắc chắn không có đối thủ nào để so với xe Z8 cả. Một chiếc xe mang trong mình rất nhiều những sự an toàn cho quý khách, bảo vệ toàn bộ gia đình của mình. Đấy, các bác nghe tiếng cửa đóng, em đóng cửa các bác xem. Đấy, các bác thấy không? Tuyệt vời. Đây, một lát nữa thì em sẽ, 7 người bên em sẽ ngồi trong xe để các bác xem. Bác nhé, đây em cho 7 các cháu đã ngồi trong các bác xem xe ạ. Vâng, tại sao em nhấn mạnh với đây là chiếc xe 7 chỗ thực thụ, an toàn nhất và hiện đại nhất trong phân khúc 638 triệu. Em nghĩ chắc chắn không chiếc xe nào có thể so với chiếc Toyota Z8N. Đây là các em, các cháu em thì các cháu đều là cao 1m8, 1m7 và nặng, cân nặng rất là nhiều. Đây bác em quay, đây là quay hàng ghế bên phụ. Đây các bác nhìn thấy chân, đây em đang ngồi nguyên này để em quay. Đây chân đi để thẳng nha. Ok rồi rồi, được rồi, cháu sẽ chỉnh xuống một tí rồi. Ok đấy, các bác nhìn đấy, đây là cháu ngồi ghế lái. Đây em qua hàng ghế thứ hai các bác nhé. Đây hàng ghế thứ hai, đây các bác biết đây là ngồi 3 người. Đấy các bác nhìn thấy không, 3 người, cửa sổ trời toàn cảnh rất là 3 người, và hàng ghế các bác nhìn thấy là rất vừa, các cháu nó ngồi chân vẫn còn thoải mái lắm. Đây, các bác nhìn này, với điều hòa này, đấy, chân, đấy, quý cháu để cái điện thoại vào xem nào. Đấy, và đây vẫn còn cách rất là nhiều, với chiều dài cơ sở 2m850. Em nghĩ kể cả trước Honda CRV thì mới có đang là 4m550 thôi ạ. Vẫn thực ra nó ngồi rất là chật chội. Và đây em sẽ quay tiếp hàng ghế thứ ba. Đây hàng ghế thứ ba cũng có 2 cháu đang ngồi. Đây các bác nhìn, có điều hòa cửa gió. Chân cũng là thoải mái. Đấy, chân thoải mái. Đấy, chân rất ngồi rất thoải mái các bác này. Đấy, chân đây. Đây là hàng ghế thứ ba. Có cả quạt gió thổi rất là mạnh, mà thậm chí dưới chân cũng có quạt gió. Và đây bên em là các cháu là toàn cao 1m7 mấy, mà là rất là lặng. Đấy, chiếc 7 chỗ. Và hàng ghế này thì các bác ngại được này, quý có thể lưng lên một chút nữa. Rồi ok ok. Đấy, hàng ghế đây. Em quay, em sẽ đi đằng sau em quay luôn. Này các bác nhìn. Các bác nhìn ngồi rất thoải mái các bác này, chân. Đấy, chân.
Mời em mời các bác qua salon bên em, qua hệ thống của bên em để chạy thử, để cảm nhận với chế độ bảo hành 3 năm. Và trong hệ thống của bên em là gồm có 68 phận Văn Đồng tại thành phố Hải Phòng, cách cầu Giá 300m. Và thứ hai, địa chỉ thứ hai là 378 Ngô Gia Tự tại Hà Nội. Và thứ ba là C5/C15 đường Phạm Hùng, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây em đang quay chân các cháu đang ngồi đấy ạ. Rất là thoải mái luôn. Nó là một chiếc xe 7 chỗ thực thụ. Rất dài, rộng và to. Đầy đủ chế độ an toàn. Em mời các bác qua hệ thống showroom Clean bên em để lái thử, cảm giác khác biệt. Thôi đến đây em xin dừng video. Em đóng cửa lại để em quay phía ngoài cho các bác xem lần nữa. Em sẽ quay phía ngoài cho các bác với chiều dài 4m910, chiều ngang 1935 và chiều cao 1755. Trong phân khúc của 7 chỗ này tuyệt vời luôn. Một chiếc xe bên em vừa xin nhà máy, tại vì thị trường Việt Nam đang cạnh tranh rất khốc liệt. Bên em phải xin nhà máy xin giảm giá và bên em hỗ trợ thêm để cho chiếc xe Toyota Z8L này được phục vụ các bác một cách tốt nhất. Với giá thành thì em nghĩ rằng không đối thủ trong tầm giá rồi. Em và các bác qua salon bên em chạy thử, cảm nhận sự khác biệt. Và các bác cảm nhận khi các bác bỏ đồng tiền ra, hoàn toàn bác sẽ thấy là hoàn toàn xứng đáng. Em xin dừng video đấy và xin gặp lại quý khách và các bạn, các anh chị ở những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Mở hết 4 cửa ra để em quay. Để cho các bác nhìn được sự rộng rãi của chiếc Toyota Z8L bản 2020. Nó to hơn cả chiếc Sunrise, to hơn cả Fortuner. Mời các bác qua hệ thống bên em để chạy thử, cảm nhận sự khác biệt. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn. Em xin chào tất cả quý khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.